Ok, trở lại với series review các dòng M4A1 VIP. Thì đây là khẩu cuối cùng trong 4 khẩu M4A1 VIP mà mình đã nói. Và lần này mình sẽ đi theo team nhá. Bởi vì mình vừa mới lấy app của cậu bé này, mình làm clip quay vào 100 game nên tiện thể mình sẽ vào làm luôn. Mới có 16 tuổi thôi, nhưng mà cậu bé này đã sở hữu cho mình một cái app VIP 8 rất là khủng. Chỉ thiếu mỗi mấy cái cây cận chiến VIP thôi, còn đâu là cái gì cũng có. Mới bận bảo là 16 tuổi chắc là chỉ có đi ăn cắp tiền của bố mẹ hay như thế nào thôi. Nhưng mà các bạn phải biết được cái lý lịch thật, cái gia đình thật của người ta. Gia đình khá là điều kiện. Tiền có thể là bố mẹ người ta cho chẳng hạn. Đây cứ bảo mấy ông cứ vào ăn cắp các thứ, rất là ghét. Nãy mình có vào trong vòng quay 100 kim cương để mình quay clip ấy mà. Phá kim cương quay clip đấy. Nhưng mà quay được mấy phát thì nó đòi phát 2. Mà cậu bé này cậu quên đưa cho mình phát 2. Mình nhắn tin hỏi xong mà vẫn chưa thấy trả lời, chắc đi đâu rồi. Ê, tranh thủ chờ thì mình sẽ vào làm luôn clip về khẩu M4A1 VIP Transformer này nhá. Về thông số khẩu này có độ sát thương, đam sát thương ấy, thì nó cũng giống như là mấy khẩu M4A1 VIP khác thôi. Còn mấy cái thông số khác thì nó cũng giống như là mấy khẩu M4A1 VIP khác, cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu. Mấy cái tính năng chủ yếu của nó là tăng đạn súng rai này, thay đạn nhanh này, cận chiến đặc biệt bằng bắn súng này, có hiệu ứng sấm sét đặc biệt ở trên thân súng này, có khi mắc đặc biệt này, dễ thao tác. Ở đây chắc là dễ thao tác, chắc là mình nghĩ là nó đổi súng nhanh hay là như thế nào thôi. Và có âm thanh đặc biệt. Âm thanh đặc biệt ở đây như là lúc nãy mình nói. Trời ơi, quanh đi cuốn lại một phát, ăn ngay quả sniper vào mặt. Vì nó là dòng súng mà có dòng điện xanh ý, nó liên quan đến điện mà, nên nó cũng giống như là khẩu M4A1 VIP Predator. Tiếng thay đạn của nó rất là hay, có âm thanh đặc biệt mà. Ngoài ra thì nó có mấy cái thông số linh tinh như là tăng GP và tăng kinh nghiệm. Rồi, đấy là đại khái về khẩu này thôi, hầu hết là như thế. Rồi, đồng đội mình này, AVG, gọi tắt là AVG đi. Rồi núp vào trong B này. Ôi, núp chỗ này không nhìn thấy à? Rồi, không kịp là bom rồi, win rồi. Có 14 máu. Đấy, thủ này thành công rồi. Thắng rồi. Thủ này hay. Mình cũng có một số clip về cái khẩu này đi lẻ, cũng khá là hay. Mà thôi, mình sẽ đăng clip đi theo team để cho một số thằng đó ngậm mõm vào. Thằng nào thì lúc nãy clip đấy mình đã có nói rồi. Một em. Rồi, để dao này. Còn hai em nữa thôi, một em AOE này. Một em AOE, chết tôi rồi. Có một em, rồi, hay quá. Rồi, em Sonoko này cứ tưởng là bị em ấy thông đít cơ, mà cuối cùng thì mình đã thông lại rồi. Ba em đẩy ra rào và ba em đã nằm xuống rồi. Mặc dù bom chưa rơi, nhưng mà thôi, một cái lợi thế rất là lớn rồi. Tỷ số người, số người đang nghiêng về bên mình, đang có lợi thế về người. Đứng trên này mà dỉa xuống rào thì cũng khá là ngon này. Đứng trên này mà dỉa xuống cửa rào ấy, khá là có lợi đấy. Thường thì bọn nó phải ăn hên hoặc là phải mất thời gian tỉa máu mình, rất là mất thời gian thì nó mới có thể là bắn chết được mình. Một là headshot, hai là mất thời gian tỉa máu. Còn đứng trên này mà dỉa xuống thì khá là ok đấy. Đứng trên này còn vừa ngồi vừa dỉa máu thì nữa thì quá ngon. Trời, ông kia bị đít à? AVG tên là gì kia? AE à? Tên cũng không đọc được. Mất người rồi. Trời ơi. Còn có mấy máu này, có mấy HP này, bắn làm sao được. 9 HP này. Đầu tiên là đang có nợ về người. Úi, bom C4B đồng đội báo kìa. Rồi, chết rồi, chết em rồi. B, ok. Cứ bình tĩnh này thôi đã. Sáng mít à? Sáng mít à? Ok, nghe mít rồi. Cứ phải bình tĩnh không, nó quay trở lại B nó bắn mình vỡ mồm ấy. Ui, vãi. Chán nhở, nó cành mít thì không thấy đâu. Chán quá. Tôi không sao, lại nào. Cố lên, come on baby. Chết hai phát rồi, rất là ngu người. Cố lên nào. Không ai để rào. Cầm khẩu này thì bắn ra đạn khá là nhanh, thay đạn khá là ok. Về độ đẹp của nó thì không còn gì phải bàn tán rồi. Rào có này, rào snip nhá, rào snip này.
Rào slip ra bắn luôn này. Rào slip. Ấy, có một thằng nó núp ngay thùng kìa. Mà chắc nó lùi rồi. Ăn bom đi cưng ơi. Ăn bom đi. Mình chỉ đục đây thôi. Ông nào mà ra phát là đục chết ngay. Đục đây thôi. Cứ vậy. Úi. Rồi. Úi. Rồi. Đi toàn cung với đỏ thì vỡ mồm ấy. Mà được cái là bên kia không sử dụng TMP là quá ngon rồi. Giờ đi gặp TMP là ghét. TMP cả hack. Cứ chơi 9-10 ván thì bấy 8 ván gặp hack. Hôm qua mình chơi ấy, hôm nay còn đỡ. Cố lên, cố lên, cố lên. Úi, úi xồi ôi. Em này vẫn cầm snip ở cung cung này. Này, ra là chết ngay. Đấy, ra đây, ra đây. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Ăn 3 phát rồi. Ăn 3 phát yếu lắm rồi đấy. Tại nhà biết mình toàn bị đít người hay bị làm sao kia. Phải không? Có lúc đây không? Lúc đây không? Hay lắm, hay xong em rồi. Xuống người cân bằng rồi kìa. Mà ta nên là ta thủ thôi. Rồi đường trên này được rồi. Tròn có bom ở đây. Tại nhà ông Avenger Iron Man kia chắc là ông bị nát hay sao ấy. Nó thông báo rồi trò chơi hay bị nát mấy lần rồi. Đứng đây thôi, đứng đây thôi, đứng đây thôi. Ông kia canh nam mình sẽ canh rào thôi. Rồi có tiếng snip. Trời ơi đã canh rào tự nhiên ra đêm gì. Rồi. Có tiếng chân. Úi có tiếng bom mít này, có tiếng bom mít này. Có tiếng bom ở mít. Nhiều xuống mít xem có em nào móc không. Ui bom. Bom nó rộ B này. Này thì bom này. Tỷ lệ xếp 1L thì ván này rất là cao này. Cố lên, cố lên, cố lên. Vào bắn luôn, chết em đi lại. Trời ơi, trời bom luôn, bom luôn, bom luôn. Vào cơ bom đồng đội. Về, về nhanh. Về nhanh còn kịp. Rồi, 2 năm hết thời gian. Rồi, may thật đấy. Tại sao đặt bom mà không thấy đồng đội canh nhở? Chắc là ông này ông ở xa quá, ông không kịp mà về ông có vào bom sao ấy. Cho một quả bom ra mít này, bom khói ra mít này. Quả đấy mà mình liều mà mình gỡ bom có khi lại kịp ấy. Kịp chờ trước khi là thời gian trận đấu hết ý. Ui. Ui rồi. Bê vào này, bê vào, bê vào, bê vào. Rồi yếu một em, rồi hay lắm. Một em nữa này, ba em luôn. Trời ơi, hình như vẫn ba em lúc nãy sao ấy. Vẫn ba em lúc nãy mà bị mình bắt ở rào sao ấy. Bom ha. Bom hồng luôn này. Bom hồng vào bên luôn này. Cố lên, cố lên, cố lên. Con này cũng cậu để tên rất là buồn cười. ABG xong rồi có thêm cái mặt cười. Đấy làm cho mình rất là buồn cười. Rồi hay. Lại TMP rồi. Bỏ TMP đi bạn ơi. Lại cầm TMP. Cầm súng thường bắn thì ngon. Thì nó có vẻ là hay không. Mình thì không cấm được đồng đội. Em mặc dù đang thắng mà đồng đội vẫn cầm TMP thì nó hơi chối. Bỏ TMP đi thì nó là tốt hơn. Ngon hơn. Còn nếu bên kia mà có TMP thì mình cũng không thể ngăn cấm được đồng đội nôi TMP ra bắn nữa. Mình còn mình thì mình đã hứa rồi, không bao giờ mình dùng TMP nữa. Khẩu súng nên là mất cân bằng nên mình không bao giờ dùng nữa. Thấy chưa? Ấy bắn cứ cover kịp là bắn cover kịp thời là thắng ngay mà. Ở đây này. Cho một quả bom này. Bắn đâu kia? Bình thường không. Úi, úi hành lang bắn xuống này. Hành lang bắn xuống mít này. Ôi chạy 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 em chạy. Em lên hành lang. Em lên hành lang bắt. Không ai cái hành lang này. Không cái hành lang luôn ý. Bỏ hành lang đi nên hết rào làm cái gì. Hay. 3 với 1 rồi. Cố lên. Bom rơi đâu, bom rơi đâu. Ai kia kia. Đồng đội mình đang ở phía bên B. Thấy kiếm loa loa xanh xanh nó hiện trên cái radar ấy. Giờ ta lại về. Ông này snip hay, rất là hay đấy. Ấy, snip hay nhè này. Chứ có những thằng làm snip bắn ngu như bò thì mà nó vẫn làm clip đăng lên YouTube cho mọi người xem. Ấy. Phải phải gặp pro như thế này này. Làm clip phải như mấy ông pro như thế này này. Ấy, vừa mới thò mặt ra phát chết luôn. Kè sẵn mà. Một phát chết luôn. Ui, hay. Bom CB. Hay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một ra đấu nữa thôi là thắng rồi. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào.
Thì theo mình đánh giá khẩu này thì là một khẩu hầu hết nhá, và được khá nhiều anh em ưa dùng ở trong chế độ rank C4, ở trong chế độ rank C4. Còn về zombie này thì mọi người hay dùng khẩu M451 VIP Predator hơn. Còn khẩu này là chuyên rank nhá, khẩu này là chuyên rank này, bắn rank rất là đã, bắn C4 rất là đã. Nên anh em nào mà có điều kiện thì cũng quay mà bắn quen dòng M451 nhá, thì quay cái vòng M451 Transformer này này. Ui, bên kia cũng dùng TMP rồi kìa. Trời ơi, một em ở mid chết tiêu rồi. Đây hành lang hết rồi, tại sao ba ông lại thủ B này? Giờ lại sắp mà chạy về A thôi. Có thể đi hành lang, có tiếng không? Tiếng TMP hành lang này. Ui, TMP chết rồi, TMP chết rồi. Hành lang lên này. Ui, một em nữa này. Đấy, thấy chưa? Bắn khá là hay, khẩu này bắn rất là thích. Để thì mình thích bắn khẩu này nhất mà. Khá là hay, mặc dù nó hơi giật tí thôi, nhưng mà anh em nào bắn quen ấy mà biết gì ấy thì sẽ cực kỳ là bá đạo. Mọi người sở hữu khẩu này thì đừng nên thất vọng về khẩu này. Nếu mà không biết bắn nhá, mà có tí phàn nàn nào về khẩu này thì mọi người hãy tập bắn đi. Thế là do anh em không biết bắn thôi. Không kịp cơ, không kịp tới đâu. Anh em cứ luyện khẩu này đi, là nếu bắn quen khẩu này thì nó cực kỳ là bá đạo đấy, chứ không phải dạng vừa đâu. Đây là cái kinh nghiệm chơi set mobile China cũng như là bản Việt Nam từ trước đến giờ. Kinh không? Bắn snip quá hay. Bắn xuyên khói, bắn phát chết luôn, còn headshot luôn. Mọi người để ý nhá, xuyên khói, xuyên thủng, headshot. Quá ảo diệu. Đấy, chắc là ông ấy, ông thấy mình bao nhiêu lần, ông ấy, ông thấy mình bao nhiêu lần đi qua cái cánh cửa ở mid rồi. Mà đi gần vào chắc là khe sẵn. Và theo quan điểm cá nhân, đánh giá 4 khẩu M451 VIP thì mình thấy khẩu thứ nhất được mọi người hay dùng trong chế độ rank nhất, đó là khẩu M451 VIP Transformer và khẩu M451 VIP Bone Beast này. Còn trong chế độ zombie thì được mọi người hay dùng khẩu M451 VIP và Predator ấy, khẩu M451 VIP tàng hình ấy. Rồi chết luôn, cùng với cả TMP này làm sao mà sống được. Còn khẩu M451 VIP Beast còn lại ấy, thì được mọi người trong thì được mình và mọi người mình thấy nhá, mọi người hay dùng trong mấy cái map hẹp như là trạm vệ tinh hay là trạm phát điện chẳng hạn. Đấy là mấy cái map được mọi người hay dùng khẩu M451 VIP Beast nhá. Đấy. Còn đối với cá nhân mình ấy thì mình thích dùng nhất khẩu M451 VIP Transformer. Bắn rất là thích. Mọi người nếu mà mọi người bắn quen thì nhá thì mọi người sẽ bắn khẩu này rất là thích luôn. Bắn cực kỳ đã, bắn rất là hay. Nên anh em nào đừng vội đánh giá về khẩu này. Có thể các bạn bắn quen AK xong các bạn bắn khẩu này thì nghe nó hơi chối, nghe nó khó. Đúng mà, bởi vì các bạn bắn AK thì các bạn chuyên bắn AK mà. Khi sở hữu một khẩu M451 VIP chẳng hạn, hoặc là khẩu M451 nào đấy bắn không quen, nên các bạn có thể nghĩ là khẩu này kiểu phế thải chẳng hạn này, bắn không hay. Ok, chỉ còn một round đấu nữa thôi là thắng rồi. Và bên kia cũng chỉ còn một người. Đấy, trận này cũng khá là căng thẳng. Trên tay mình sở hữu M451 VIP Transformer thì cũng được phát huy tất cả các tính năng của nó rồi. Mình cũng đã review được 4 khẩu M451 VIP cho anh em xem rồi. Trong B. Trong B sao ấy? Trong B bom này, bom B này, bom B này. Bom B. Mong anh em suy nghĩ kỹ và lựa chọn đúng đắn những cái khẩu súng mà phù hợp với cả cái kỹ năng của bản thân nhất nhá. Chúc mọi người chơi game thật hay và thấy clip hay thì nhớ subscribe và đừng quên like video để cập nhật thêm nhiều clip cũng như ủng hộ mình lên 100.000 subscribe nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Sayonara!